Mô hình đọc sách về Bác, học và làm theo được chi đoàn thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân triển khai nhiều năm nay. Qua các buổi sinh hoạt đoàn, chi đoàn đều giới thiệu những cuốn sách hay viết về cuộc đời, sự nghiệp, về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, các đoàn viên thanh niên cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, đưa ra nhiều cách làm hay trong học và làm theo Bác. Giới thiệu các cái quyển sách hay về thân thể của Bác như là Búp Sen Xanh hay là các cái quyển sách về Bác Hồ, về Hà Tĩnh, sách về tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đến các bạn đoàn viên. Qua các buổi giới thiệu sách thì cũng mong là các bạn đoàn viên thì trong quá trình học tập thì cũng cố gắng rèn luyện và làm theo các tấm gương của Bác Hồ cũng như là tư tưởng và phong cách của Bác. Những năm qua, đoàn viên thanh niên huyện Nghi Xuân cũng đã xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm mới trong học và làm theo Bác, như chi đoàn kiểu mẫu, làm theo lời Bác, mỗi chi đoàn là một địa chỉ đỏ, một việc tử tế, chi đoàn ba có, thanh niên với chuyển đổi số. Đặc biệt, học và làm theo Bác trong hỗ trợ nhân dân, lực lượng đoàn viên luôn đi đầu hỗ trợ các địa phương và người dân trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ban Thường vụ huyện đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn xây dựng các cái công trình phân việc thiết thực có ý nghĩa và tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên thanh niên và người dân thực hiện các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới của xã nhà, ngoài sự nỗ lực chủ động của địa phương thì sự góp sức của cái lực lượng đoàn thanh niên huyện nhà đã giúp sức cho xã nhà rất là nhiều phần việc, đã dành nhiều ngày cống giúp cho bà con nhân dân trong chỉnh trang khu dân cư, rồi mở rộng đường giao thông. Với những kết quả đã đạt được, năm 2021, tập thể cơ quan huyện đoàn Nghi Xuân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Năm 2023, được Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen và nhiều bằng khen giấy khen khác. Nhiều tổ chức đoàn, đoàn viên điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được địa phương tuyên dương. Huyện đoàn Nghi Xuân thì đấy là phải khẳng định là đó là có một cái sự nỗ lực sáng tạo trong cái triển khai việc học tập và làm theo Bác, đặc biệt là cũng đề cao cái việc làm theo, trong đó đạt được nhiều cái kết quả rất là thiết thực, cũng đã được Ban Thường vụ huyện ủy là vinh danh khen thưởng trong cái việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, và đấy là một cái điển hình mà chúng tôi cũng đang để rồi muốn nhân rộng và tạo cái sức lan tỏa trong toàn huyện. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, huyện đoàn Nghi Xuân tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, hăng hái thực hiện các công trình phần việc ý nghĩa thiết thực, nhân rộng các mô hình hay trong học và làm theo Bác nhằm tạo sức lan tỏa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.